đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tránh mọi tai ương, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, đón Tết 2025 âm lịch, phú quý đủ đầy, cực giàu có. Chẳng cần lam lũ qua loa, tam tai đã hết vinh hoa sẵn dành, thần tài chưa đến gọi danh, trời cao sáng tỏa công thành phất lên, chín đời cửu ngũ phía trên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Bính Ngọ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Bính Ngọ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Bính Ngọ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Bính Ngọ không được dễ dàng làm mấy. Bính Ngọ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Bính Ngọ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Bính Ngọ những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Bính Ngọ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Bính Ngọ đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Bính Ngọ. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Bính Ngọ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Bính Ngọ thay đổi, thì thái độ của Bính Ngọ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Bính Ngọ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Bính Ngọ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Bính Ngọ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị theo dõi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thuộc mệnh Thủy, trong hệ thống ngũ hành, Ngọ thường tượng trưng cho hỏa, nhưng nạp âm của nó lại là Thủy, có thể hiểu đơn giản là từ ngũ hành hỏa, sinh ra Thủy. Giống như mưa rơi xuống từ trên trời, nên năm này gọi là Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy thể hiện sức mạnh của mưa. Mưa là nguồn năng lượng sống đem đến cho thiên nhiên sự tươi tốt, làm cho cây cối sinh sôi, đồng thời cũng nuôi dưỡng đất đai. Tuy nhiên, mưa không chỉ là những giọt nước nhỏ, mà còn có thể là cơn mưa dông, mưa bão, hay mưa vào mùa xuân và mùa hạ, không phải mọi loại mưa đều có lợi. Con người mệnh Thủy thường có xu hướng làm việc trong xã hội và hướng về tôn giáo. Đối với người mệnh Thủy, nếu sống như người bình thường thì sẽ tốt, nhưng nếu có quyền lực, chức vụ cao thì cần cẩn trọng vì có thể gây hại cho người khác. Do tính chất có nhiều yếu tố xung khắc, người mệnh Thiên Hà Thủy khó có thể đạt thành công lớn trong kinh doanh hay chính trị. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế, đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn.
Nhưng trong một số trường hợp, tuổi ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân, mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Tuổi ngọ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác, dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, thì tuổi ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, tuổi ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc. Nhưng bản tính đứng núi này trong núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng tuổi ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét, chê bai lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc sai lầm. Họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe theo bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của tuổi ngọ. Tuổi ngọ là những người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, kết bạn với nhiều người và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Họ ghét những người đa mưu nhiều kế, thậm chí tìm cách tránh xa những con người đó. Khi gặp phải những khó khăn trong công việc, tuổi ngọ dễ chán nản và tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không phải vì họ không có khả năng giải quyết khó khăn, mà là vì đã có những thứ mới mẻ, thú vị khác hấp dẫn họ. Tuổi ngọ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái. Bởi vậy chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ độc đáo thì mới có thể thu hút sự chú ý của tuổi ngọ. Tuy nhiên, tuổi ngọ thường có tính cả thèm chóng chán. Có thể hôm nay những điều mới lạ ấy khiến họ hứng thú, nhưng ngày mai điều đó sẽ không còn khiến họ tò mò. Sự thay đổi nhanh như chớp mắt ấy khiến tuổi ngọ hiếm khi được mọi người tin tưởng. Khi làm việc, tuổi ngọ nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình. Bởi vậy họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác. Và tất nhiên tuổi ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái, được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Tuổi ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng, giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ tuổi ngọ. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi ngọ. Họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật. Nếu muốn thu hút sự chú ý của người này, bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Như thể hôm nay không làm, ngày mai cơ hội vẫn còn đó. Không việc gì phải vội vàng. Họ không thích hợp với sự lâu dài. Làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao lúc bắt đầu công việc, tuổi ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao. Nhưng càng về sau tiến độ công việc càng chậm chạp, y ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của tuổi ngọ. Dù anh ta có cố gắng giải bày những kế hoạch, dự định sắp tới của mình thì cũng hiếm người chú ý lắng nghe. Bởi bản tính dễ thay đổi mà tuổi ngọ không có bất kỳ thói quen nào lâu dài. Đặc biệt là trong ăn uống, họ ăn, ngủ nghỉ đều không có khoa học và giờ giấc chính xác. Điều đó khiến tuổi ngọ mắc phải nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa. Phụ nữ tuổi ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung yêu thương nhau. Cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ thân mến, năm 2025 đang dần khép lại với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng. Thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác anh chị do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thảnh thơi, không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cô bác anh chị đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng, chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một cái Tết 2025 sum vầy bên nhau. Không mong mâm cao cỗ đầy, chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi. Thời gian của Bính Ngọ không còn nhiều nữa, chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Bính Ngọ nỗ lực bứt phá vươn lên. Quý cô bác anh chị Bính Ngọ thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học thì khoảng thời gian từ giờ đến Tết 2025 có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường tử vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường tử vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Bính Ngọ cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường tử vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Tiếp theo, sau đây là tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm 2025 âm lịch. Trong năm 2025 này, cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ hầu hết đã ở độ tuổi nghỉ hưu, một số ít đang giữ những trọng trách trong tổ chức, cơ quan. Với sự giúp đỡ của mọi người cùng bề dày kinh nghiệm bản thân, tuổi Bính Ngọ sẽ đạt được một số thành công, củng cố sự nghiệp thêm phần vững chắc. Vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ trong năm Ất Tỵ mang tính chất cải thiện, có nhiều thay đổi tích cực, là người có chiều sâu kinh nghiệm, tài lãnh đạo. Nhưng thời gian này tuổi đã xế chiều, mệnh chủ tốt nhất nên giữ tâm thế thảnh thơi, tránh lao động quá mức. 1. Sao chiếu mệnh. Bản mệnh Bính Ngọ gặp sao Vân Hớn trong năm 2025, chòm sao chủ về thị phi, tai tiếng. Sao Vân Hớn có tính chất không tốt nhưng tương đối lành, không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống của mệnh chủ. Nam mạng tuổi Bính Ngọ đề phòng kẻ tiểu nhân lợi dụng, chú ý lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đối với nữ mạng, nữ sinh năm 1966 gặp sao chiếu mệnh La Hầu trong năm 2025 Ất Tỵ, chòm sao chủ về thị phi, phiền muộn. Bản mệnh nếu là người khéo léo, có thể tránh được những chuyện thị phi trốn công sở, tập trung vào công việc của mình. Đôi lúc cảm thấy phiền lòng không lý do, Bính Ngọ nữ mạng nên dành một khoảng tĩnh lặng để bản thân nghỉ ngơi, hồi sinh tâm trí. 2. Vận hạn. Người sinh năm 1966 gặp hạn Thiên La, chủ về gia đạo, mâu thuẫn trong năm Ất Tỵ, Bính Ngọ nam mạng là người đứng ra giải quyết các vấn đề xảy ra trong gia đình. Bản mệnh nên công tâm và công bằng với các thành viên, chủ động dàn xếp mọi chuyện tốt nhất để không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Với nữ mạng, mệnh chủ Bính Ngọ 1966 gặp hạn Diêm Vương trong năm 2025, hạn chủ về tai tiếng thị phi, nữ giới gặp hạn Diêm Vương tránh lo chuyện bao đồng.
Tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời bịa đặt vô căn cứ trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bản mệnh nên duy trì thái độ hòa nhã, ứng xử thấu tình đạt lý. 3. Vận niên. Vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2025 âm lịch. Tử vi Tết 2025 âm lịch tuổi Bính Ngọ chỉ ra rằng, bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể, và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá, có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Thời gian này sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên bản mệnh Bính Ngọ còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ rạn nứt, lạnh nhạt. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2025 âm lịch. Rất tiếc là sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ chưa có những bước tiến đáng kể trong Tết 2025 âm này. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Thái tuế và âm sát là hai hung tinh đồng thời xuất hiện, càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc, nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua, những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Xét phương diện tài lộc, tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2025 âm lịch. Xem vận trình tử vi 12 con giáp trong Tết 2025 âm lịch nhận thấy, tình hình tài chính của người tuổi Bính Ngọ cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu, nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm. Vừa tốn thời gian giải quyết, lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men điều trị, để có thể tiết kiệm được khoản tiền này. Thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm, để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều. Xét phương diện tình duyên, tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2025 âm lịch.
Xem tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, con giáp này cũng khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn. Bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh, cũng như những người thân thiết nhất. Người độc thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức, vừa tốn thời gian. Vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa. Dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ. Người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra, áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn. Do đó bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện, tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên bản mệnh cần phải nhớ đừng trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Bính Ngọ 1966, Tết 2025 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ không được tốt do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên phải vất vả, bôn ba khiến cơ thể suy nhược. Một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động, khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm. Tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm, nhưng dễ kéo dài. Bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học hơn, chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thoải mái. Khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra, bạn chớ nên bi quan, hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn, vui tươi hơn. Thái tuế hung tinh cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý, màu vàng, màu nâu, như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Bản mệnh Bính Ngọ khi chọn người xông nhà nên chọn theo tam hợp, Dần Ngọ Tuất hoặc nhị hợp, Ngọ Mùi. Ngoài ra người mệnh Kim xông nhà cho người mệnh Thủy, giúp rước hên vào nhà, đón nhận may mắn. Bính Ngọ nên chọn những người có tuổi trong danh sách sau: tuổi Mậu Tuất,
sinh năm 1958, 2018, tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, 2010, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tuổi Bính Tuất, sinh năm 1946, 2006, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1934, 1994. Chọn người xông nhà không phân biệt nam nữ, quan trọng nhất vẫn là con người họ tử tế, được mọi người yêu quý, kính trọng. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ thân mến, khi đến tuổi trung niên, ai cũng mang trong mình vô vàn những nỗi lo, áp lực về công việc, gia đình, rồi tiền bạc. Thế nhưng để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ta nên học cách giảm bớt, buông bỏ những gánh nặng dư thừa này. 1. Những vật chất không cần thiết. Khi còn trẻ, chúng ta mong muốn và ao ước một cuộc sống đầy đủ, dư thừa vật chất, ta luôn nỗ lực làm việc, kiếm tiền để có thể trang bị đầy đủ nhà cửa, xe hơi. Đôi khi chúng ta đánh mất ước mơ và thậm chí đánh đổi quá nhiều thời gian và sức khỏe để phục vụ cho việc này. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ thấy những điều đó không còn quá cần thiết, chỉ cần vừa đủ cho cuộc sống của mình mà thôi. Họa sĩ hoạt hình Thái Chí Trung, Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho chuyện này. Khi còn trẻ, ông bị quá ám ảnh bởi cuộc sống vật chất, thích mua ô tô và nhà. Vậy nên ông đã sở hữu cho mình 10 căn nhà và nhiều loại xe. Tuy nhiên, việc quản lý xe hơi và nhà cửa đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, đến nỗi ông không còn sức để sáng tác truyện tranh. Chỉ khi đó, Thái Chí Trung mới nhận ra rằng của cải vật chất quá mức đang tiêu tốn cả thế giới cũng như bản thân ông. Vì vậy, họa sĩ này bắt đầu giảm bớt hạn chế vật chất của mình, chỉ giữ lại những gì thực sự có ích. Những thay đổi đó khiến họa sĩ này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông không chỉ có nhiều thời gian hơn, mà còn có nhiều năng lượng hơn cho cuộc sống và đam mê của mình. Mayumi Kawa Nhật Bản đã chia sẻ rằng, sở hữu những món đồ cũng tương tự với việc tiêu tốn năng lượng vào những món đồ đó. Cuộc sống có tuyệt vời hay không, không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu món đồ, mà phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng, giảm bớt nguồn lực vật chất, loại bỏ những gánh nặng dư thừa và tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào sự bình yên nội tâm và niềm vui đích thực của cuộc sống. Chúng ta tưởng chừng như mình đang thống trị vật chất, nhưng thực chất lại đang bị chúng điều khiển. Không gian tinh thần của con người là có hạn. Nếu bị ham muốn vật chất chiếm giữ, thì sẽ không còn chỗ cho tâm hồn bên trong bạn. Hãy để lại không gian, bạn sẽ có nhiều khả năng và sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. 2. Những lời phàn nàn và tạm biệt cảm xúc tiêu cực. Phàn nàn là một loại năng lượng tiêu cực không chỉ lãng phí thời gian, sức lực, mà còn tác động tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống. Càng phàn nàn, thì vận may của bạn sẽ càng kém đi. Tác giả Dư Phàm Trung Quốc đã chia sẻ ví dụ về người bạn của mình. Tôi có một người bạn tên Tiểu Tiểu, mỗi khi cảm thấy không hài lòng trong công việc, cô ấy sẽ phàn nàn với đồng nghiệp vì sếp quá khắc nghiệt hoặc vì cách đối xử của công ty không tốt, đồng nghiệp đều tránh mặt cô. Và sếp của cô cũng đề nghị cô từ chức, cô ấy đã thay đổi công việc 2 lần trong 1 tháng, chẳng có ai muốn nói chuyện với cô ấy cả. Nếu thái độ của bạn tốt, tâm trạng và hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi, giải quyết mọi việc bằng thái độ đúng đắn, tích cực sẽ tốt hơn là tiêu cực và làm hại người khác. Sau tuổi trung niên, ta nên phải học cách ít phàn nàn hơn để điều chỉnh tâm lý của mình. Phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề, mà còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thay vào đó, ta có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn và tìm kiếm những giải pháp khác. 3. Những thông tin dư thừa. Trong thời kỳ công nghệ hóa, hiện đại hóa, mỗi ngày lên mạng xã hội chúng ta đều nhận được vô vàn những nguồn thông tin khác nhau, bao gồm cả những tin rác và tin thừa. Việc này không giúp não bộ có thêm nhiều kiến thức, mà thay vào đó sẽ giảm khả năng tập trung và tiếp thu. Blogger Classmate đã chia sẻ một trải nghiệm của mình. Tôi dành quá nhiều thời gian lang thang trên mạng, mặc dù có rất nhiều thông tin, tuy nhiên khi cần lại không tìm được thứ gì hữu ích. Tôi đã xem rất nhiều video, nhưng hiếm khi hiểu được. Quá nhiều thông tin khiến não tôi không thể tập trung suy nghĩ, năng lượng liên tục bị phân tán, từ đó tác động tiêu cực đến trạng thái tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta nên học cách chọn lọc thông tin tiếp nhận để tập trung vào hiện tại và giữ đầu óc minh mẫn. 4. Những mối quan hệ không cần thiết. Khi còn trẻ, ta thường có xu hướng kết giao và kết bạn với rất nhiều mối quan hệ,
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, nhưng mối quan hệ này không còn nhiều và cũng không còn cần thiết. Khi con người có tâm hồn cô đơn, họ có xu hướng mong muốn kết nối, hy vọng có được sự công nhận từ người khác. Trong cuộc đời bạn sẽ chỉ gặp mọi người khi cần thiết, chúng ta có đích đến khác nhau và cho dù có thể đồng hành thì cuối cùng vẫn buộc phải rời đi. Vấn đề không phải là có nhiều hay ít bạn bè, mà là liệu chúng ta có thể dành thời gian chia sẻ cùng nhau hay không. Chúng ta cần những người bạn thực sự, những người có thể hỗ trợ khi ta lạc lối nhất và bên cạnh ta khi cần. Sau tuổi trung niên ta phải học cách chọn lọc những mối quan hệ, thời gian rất quý giá, hãy để nó cho những người hiểu bạn. Vâng, quý cô bác anh chị thân mến, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Bính Ngọ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.